ba ba dạ thần hỉ mục quán sát chúng sinh phó thác thứ ba phát quang địa bấy giờ thiện tài đồng tử cung kính lời dạy của thiện tri thức tu hành lời dạy của thiện tri thức bèn nghĩ như vậy bậc thiện tri thức khó thấy khó gặp được thấy được thiện tri thức khiến cho tâm chẳng tán loạn thấy được thiện tri thức sẽ phá tan núi chướng ngại thấy được thiện tri thức sẽ vào được biển đại bi cứu hộ chúng sinh thấy được thiện tri thức sẽ đắc được trí huệ quang minh chiếu khắp pháp giới thấy được thiện tri thức đều có thể tu hành đạo nhất thiết trí thấy được thiện tri thức sẽ thấy khắp được biển mười phương chư phật thấy được thiện tri thức sẽ thấy được chư phật chuyển bánh xe pháp nhớ chỉ không quên nghĩ như vậy rồi phát tâm muốn đến chỗ dạ thần hỉ mục quán sát chúng sinh bấy giờ dạ thần hỉ mục quán sát chúng sinh ra bị cho thiện tài đồng tử khiến cho biết gần gũi thiện tri thức hay sinh ra các căn lành tăng trưởng thành thục đó là khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu trợ đạo cụ khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ khởi tâm dũng mãnh khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ làm nghiệp khó hoại khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức khó phục khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ vào được vô biên phương hướng khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành lâu dài khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ biện lý được vô biên nghiệp khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ tu hành vô lượng đạo khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ được sức mau chóng đến khắp các cõi, khiến cho biết gần gũi thiện tri thức thì sẽ không lìa bổn xứ mà đến khắp mười phương. Bấy giờ thiện tài đồng tử bèn nghĩ như vậy, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà dũng mãnh xin tu đạo nhất thiết trí, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà mau chóng sinh ra biển đại nguyện do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể vì tất cả chúng sinh hết kiếp thủa vị lai, thọ vô lượng khổ, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể mặc áo giáp đại tinh tấn, ở trong một hạt bụi nói pháp, âm thanh khắp cùng pháp giới, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể sớm đi đến biển tất cả phương hướng, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể ở trong một sợi lông hết kiếp thủa vị lai, tu bồ tát hạnh. Do nhờ gần gũi thiện tri thức mà ở trong niệm niệm hành Bồ Tát hạnh, rốt giáo an trụ bậc nhất thiết trí, do nhờ gần gũi thiện tri thức mà có thể nhập vào thần lực tự tại, các đạo tra nghiêm của tất cả như lai ba đời.